giang rồi tôi vui vẻ com bảo xin cho các bạn cứ ngồi làm cánh quạt việc của đi. Xe hai trăm te nha quý vị. Tôi với ông cụ ông bà là chính hãng quý vị nha. Cánh quạt hai trăm te chỉ có hàng chính hãng nha quý vị. Cánh quạt rõ xin chính hãng quý vị. Rồi bà chào Giang và quay lên nhà. Trước khi giã từ, bà bảo Hà